So đo, tính toán. Đấy, nhà cao phải thêm cái cửa rộng như thế này nó mới xứng. Kính cổng cao tường. Giờ thì cả xóm chẳng ai bằng được nhà mình. Ồ, nhà bà Liên xây xong rồi à. Đẹp quá, đẹp nhất khu rồi. Gớm, bà cứ quá khen. 3 tầng thôi mà. 3 tầng nhưng đất nhà bà rộng. Xây ra thành biệt thự như thế này, nhất bà rồi nhé. Gớm, nhất nhì gì. Thôi, tôi về nấu cơm đã nhé. Tối rảnh chúng tôi qua chơi, thăm nhà mới. Ngày trước, cái nhà 3 tầng bé tí của bà ấy tưởng đã là to. Bây giờ thì... Từ sáng tới giờ, chưa ai đi qua mà không khen nhà mình to đẹp cả. Chào ơi, nhà đẹp thế bà Liên ơi. Ồ, mời các ông bà vào đây thăm một phòng. Tầng 1 là phòng khách với phòng bếp. Ai chà, phòng khách rộng rãi quá. Phải đấy, lại có bộ bàn ghế gỗ quý thế này là nhất rồi. Vâng, mời các ông bà lên tầng 2, tầng 3. Trên ấy có phòng ngủ với phòng tập gym của tôi nữa. Ồ, lại có cả phòng tập gym cơ à. Nhà bà thiết kế tiện nghi quá. Trước tới giờ, cả xóm ta có mỗi nhà bà Lan 3 tầng là cao nhất. Giờ thêm nhà bà nữa, xóm ta càng ngày càng đi lên rồi. Ấy, nhà tôi thì có là gì, chỉ bằng một góc nhà bà Liên thôi. Một thời gian sau. Chị ơi, làm ơn cho tôi hỏi nhà bà Lan được không ạ? Chị biết thì chị giúp chúng tôi với ạ. Chúng tôi ở quê mới ra, thành ra không rành phố xá lắm. Anh đi hết đến cuối ngõ, rẽ phải là thấy ngay cái nhà đầu tiên bên tay phải. Vâng, cảm ơn chị. Gớm, thế mà bà ấy bảo nhà gốc người thành phố từ mấy đời. Thế mấy người họ hàng quê mùa này từ đâu ra vậy? Bác ơi, bác ơi, cho cháu hỏi thăm tí ạ. À? Dạ, bác cho cháu hỏi thăm nhà bác Lan ở đâu ạ? À? Ngày gì mà cả quê lũ lượt kéo lên thế này? Kia, đi đến cuối ngõ, rẽ phải là thấy ngay cái nhà đầu tiên bên tay phải ấy. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. À. Thế mà kêu con cháu Toàn ở nước ngoài du học với chẳng công tác. Khéo mà Toàn về quê chăn trâu nuôi lợn thì có, chỉ được cái sĩ diện hảo. Ông hai, đi đâu mà tay xách nách mang thế? À, bà Liên, tôi mang cái đèn bàn với cái màn sang nhà bà Lan. Ông mang những thứ này sang đấy làm gì? Ơ, thế bà không biết à? Tuần sau tới đợt thi đại học, bà Lan cho các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn từ quê lên ở nhờ miễn phí. Chúng toàn đứa hiếu học, đứa thì Lào Cai, Yên Bái, đứa tận Vinh rồi Huế, lặn lội ra tận ngoài này. Gia đình khó khăn nhưng hiếu học lắm. Ơ, thế à, nhà bà ấy cũng không rộng lắm, nhưng thế là quý rồi. Giàu nghèo không quan trọng bằng tấm lòng bà nhỉ. Nhà chật nhưng tấm lòng rộng mở, thật đáng quý. Tôi phục bà ấy lắm, nên cũng muốn giúp một tay, đỡ được bọn nhỏ tí nào hay tí ấy, phải không bà? Thôi, tôi đi đã nhé. Thời gian của thỏ con. Sao bác gà trống dậy sớm thế? Cứ gọi ván cả khu rừng lên. Thỏ con ơi, mau dậy thôi, trời đã sáng lắm rồi. Kìa mẹ, còn sớm mà, cho con ngủ thêm tí nữa. Giờ là đã 8 giờ rồi, đâu còn sớm sủa gì nữa. Mẹ, cho con ngủ thêm tí nữa thôi. Thế ngủ thêm một tí nữa thôi đấy nhé. Vâng ạ, à, cảm ơn mẹ. Hôm nay nhà bác gà trống dựng nhà mới, mẹ sang nhà bác gà trống giúp bác một tay. Con ở nhà tự nấu ăn cơm nha. Và nhớ là 5 phút nữa chuông báo thức kêu thì con phải dậy đấy nhé. Vâng ạ, à, mẹ cứ đi đi. Mẹ đi làm rồi, mẹ để tao ngủ đánh thức làm gì? Thỏ con ơi, đi câu cá với chúng tớ không?
Tớ không đi đâu, các cậu đi đi. Được, vậy chúng tớ đi nhé. Muốn ngủ thêm một tí mà hết người này làm phiền tới người kia làm phiền. Thôi, ngủ tiếp thôi. Ôi, đã đến trưa rồi hả? Nhanh thật. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Mà thôi, mình ngồi đây chơi một lát vậy. Sao vắng vẻ thế nhỉ? Mãi chẳng thấy ai về là sao? Chào hai bạn, hai bạn đi câu cá về đó hả? Chào thỏ con, bây giờ cậu mới ngủ dậy hả? Trong lúc cậu ngủ, chúng tớ đi câu được một giỏ cá đầy rồi đây nè. Phải ư? Thích nhỉ? Ừ, cậu xem đi. Thôi, chúng tớ phải mang giỏ cá về cho mẹ đã. Chào cậu. Tiếc thật, vậy mà tớ không đi câu cá với các cậu. Thì có phải giờ này có cá ăn rồi không? Ôi, mẹ đã về. Ở nhà buồn quá mẹ ơi. Thế à, vậy ngày hôm nay con đã làm được những việc gì nào? Con chỉ ngủ và chơi thôi đúng không? Con có biết từ sáng đến giờ mọi người làm được những gì không? Nào, để mẹ chỉ cho con xem. Ôi, ngôi nhà đẹp quá. Hai mẹ con nhà thỏ đến chơi đấy à? Dạ, em đưa cháu đến tham quan nhà mới của bác ạ. Nhờ mẹ cháu và các cô, các bác trong xóm giúp sức, nên hôm nay ngôi nhà của bác đã hoàn thành đấy cháu ạ. Ôi, các cô, các bác và mẹ cháu đã giúp bác hoàn thành ngôi nhà này chỉ trong sáng nay sao ạ? Đúng rồi cháu, mọi người ai cũng làm việc chăm chỉ. Biết quý trọng thời gian thì công việc sẽ nhanh chóng được hoàn thành thôi. Thôi em chào bác, em phải đưa cháu đi thăm đồng một lát. Khi nào rỗi em lại qua bác ạ. Ừ, vậy chào hai mẹ con nha. Mẹ ơi, trong thời gian con không làm việc gì thì mọi người làm được bao nhiêu là việc. Mẹ thì giúp bác gà trống dựng nhà, còn bạn mèo thì câu được bao nhiêu là cá. Ừ, giờ con ra cánh đồng xem là trong thời gian con ngủ và ngồi chơi thì mọi người đã làm được những gì nhé. Ôi, chỉ có một buổi sáng mà mọi người đã gặt nhiều lúa thế này cơ ạ. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh lắm con à. Thảo nào, con ngủ một lúc mà đã đến trưa rồi, nhanh thật. Mẹ ơi, con đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc ngủ và chơi. Thời gian ấy, con có thể làm được nhiều việc có ích hơn. Con hiểu được như vậy thì tốt quá. Vậy chủ nhật tuần sau, con sẽ dùng thời gian vào việc gì nào? Dạ, con sẽ đi câu cá cùng bạn mèo, hoặc trồng một khóm hoa trước nhà. Con cũng có thể giúp đỡ các em nhỏ ôn bài ạ. À. Đúng rồi đấy con à, thời gian rất quý giá. Chúng ta không nên để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Phải biết quý trọng thời gian, dùng thời gian của mình để làm nhiều việc có ích. Dạ, con hứa với mẹ, từ ngày mai trở đi, con sẽ không bao giờ để mất một phút thời gian vô ích nào. Ôi, con yêu của mẹ. Món quà tình bạn. Chuyện rằng, ngày xưa, đã lâu lắm rồi. Chúng mình đi nhanh lên, không thì muộn mất. Người gác cổng trời đóng cửa sẽ không vào được nữa đâu. Ừ, đi nhanh lên nào. Các cậu đi đâu mà vui thế? Ngọc Hoàng cho gọi loài vật chúng ta lên để phát quà mà. Cậu có muốn đi cùng với chúng tớ không? Cho tớ đi với, vậy cậu đi nhanh lên nào. Sao ngựa đi chậm thế nhỉ? Thế này thì chúng mình sẽ không kịp mất. Ừ, sao chậm quá thế? Đi mau lên nào ngựa ơi. Các bạn thông cảm, tớ bị mù nên phải dò đường, không nhanh được. Ôi, thế thì không kịp mất. Chúng mình buộc phải đi trước thôi. Ngựa đi chậm lắm sẽ không kịp đâu. Mọi người đi nhanh lên nào. Cổng thiên đình sắp đến giờ đóng rồi. Các ngươi muốn quà gì nào? Thưa Ngọc Hoàng,
xin Ngọc Hoàng cho con một bộ cánh thật đẹp. Được, ngươi sẽ có bộ cánh thật đẹp. Còn quà của chúng con ạ? Gà trống hãy sờ lên đầu mình, còn bướm hãy soi gương lại xem nào. Chà, bướm có bộ váy sặc sỡ quá. Bạn gà trống có cái màu thật hãnh diện làm sao. Đội ơn Ngọc Hoàng ạ. Bạn ngựa ơi, có phải bạn đi nhận quà của Ngọc Hoàng không? Ừ, nhưng tớ bị mù nên đi chậm lắm. Thôi cậu đi đi, không lại muộn. Tớ sẽ dẫn đường cho cậu đi. Chúng ta cùng lên thiên đình nào. Không, bạn đi đi. Đi cùng tớ bạn sẽ chậm mất, sẽ không kịp lấy quà của Ngọc Hoàng đâu. Đừng vì tớ mà nhỡ mất cơ hội tốt này. Không sao đâu, chúng ta sẽ kịp thôi mà. Cổng thiên đình sắp đóng, các loài vật hãy nhanh lên, vì đã sắp đến giờ Ngọc Hoàng đi nghỉ rồi. Dế mèn ơi, đi đi, đừng lo cho tớ. Thôi được, cả hai chúng ta cùng đi sẽ không kịp xin quà thật. Tớ sẽ đến trước xin quà cho cả cậu nữa. Cậu nói đi, cậu thích Thượng Đế tặng quà gì cho cậu nào? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ chỉ mong ước có đôi mắt sáng để tớ không phải dò tìm đường nữa. Được, vậy cậu cứ ở đây nha. Đợi tớ một lát, tớ sẽ về ngay. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, con đã lên đây rồi ạ. Chà, chú dây mèn bé nhỏ, bây giờ ngươi mới đến đây được sao? Dạ, có bạn ngựa còn đi chậm hơn con ạ. Sao cơ, ngựa chạy nhanh lắm cơ mà, sao lại đi chậm thế? Dạ, bạn ngựa không may bị mù, xin Ngọc Hoàng tặng quà cho bạn ngựa ạ. À, ra thế, vậy ngươi có biết ngựa thích gì không? Dạ, bạn ngựa không thích gì ngoài đôi mắt sáng ạ. Được rồi, ngươi hãy lấy lọ nước thần này nhỏ lên đôi mắt ngựa, tức thì mắt ngựa sẽ sáng ngay. Đội ơn Ngọc Hoàng. Ngươi đi đâu đấy? Dạ, con phải mang ngay lọ nước thần về cho bạn ngựa. Bạn ấy bị mù tội nghiệp lắm ạ. Ngươi quả là con dế mèn tốt bụng. Vì bạn quên cả quà của mình, ngươi thích quà gì để ta tặng? Dạ, con không xin gì cho con đâu ạ. Đây là cây đàn vĩ cầm ta yêu quý nhất, ta tặng cho ngươi. Đội ơn Ngọc Hoàng, thần phải đi ngay ạ. Một con dế dễ thương và tốt bụng. Ôi thôi chết rồi, ta quên chưa đưa dây đàn cho dế mèn. Dế mèn, dế mèn. Nước thần của cậu đây, chỉ cần nhỏ vào mắt hai giọt là mắt cậu sáng ra ngay. Cảm ơn cậu, cậu thật tốt quá. Ôi, công và bướm có bộ váy đẹp quá. Gà trống có cái màu tuyệt đẹp làm sao. Ôi, bạn mình thấy rồi ư? Tất cả là nhờ có giấy mèn. Giấy mèn đã xin quà của Thượng Đế cho tớ. Chúng tớ xin lỗi, chúng tớ đã chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình mà chưa quan tâm đến bạn. Không sao đâu. Giấy mèn thật là tốt bụng. Ngọc Hoàng đã tặng cậu món quà gì thế? Hả? Thôi chết rồi, cây vĩ cầm của Ngọc Hoàng vẫn chưa có dây. Không sao đâu, hãy lấy lông đuôi của tớ làm dây cũng được. Phải rồi, cảm ơn cậu. Mười tám người cha. Ngày hội gia đình khu phố riêng xin được phép bắt đầu. Các cặp phải cầm tay nhau và chạy. Cặp nào đến đích trước thì sẽ giành chiến thắng. Mẹ ơi, các bạn đều thi cùng ba cả. Không sao đâu, ngày xưa mẹ được huy chương vàng điền kinh đó con. Các cặp vào vị trí. 3, 2, 1, xuất phát. Mẹ ơi, nhanh lên. Đúng là tinh thần ngày gia đình, thưa quý vị. Một cặp cha con đã cõng nhau rồi, cố lên nào. Mẹ, mẹ cũng cõng con đi, nhanh lên mẹ. Nào, trèo lên lưng mẹ. Tiến lên mẹ ơi. Ôi da, con có sao không? Mình chạy tiếp nào, nhanh con. Và cán đến. Mẹ ơi, không kịp nữa rồi.
Mẹ còn đau không mẹ? Mẹ không sao, nhưng không giúp con lấy huy chương được rồi. Năm nào ba cũng vô địch, năm nay thì... Alo, dạ dạ tôi đây. À vâng, cảm ơn anh, sáng mai tôi sẽ qua ạ. Chào hai mẹ con. Gia đình thông cảm, chúng tôi phải hoàn thành xong các thủ tục rồi mới bàn giao tư trang cá nhân của Henry cho gia đình được. Phòng anh ấy đây rồi. Quá! Mẹ nhìn ba ếch chưa này? Cấp trên đã quyết định giữ nguyên căn phòng này. Tinh thần quả cảm của Henry sẽ được lan tỏa mãi. Hẳn là anh ấy sẽ vui lắm khi vẫn được sát cánh cùng đồng đội thế này. Nghiêm! Đặc vụ Henry Sawyer, nhận lệnh. Con trai, nếu muốn chị và cháu có thể mang nó về, đó là bộ quân phục mà anh ấy mặc lúc hy sinh. Henry, anh đã đau lắm đúng không? Giờ thì ổn rồi, ổn rồi. Tôi xin phép, hai mẹ con cứ tự nhiên nha. Cần gì thì tôi ở ngay bên cạnh. Cảm ơn anh, chắc tôi đợi thằng bé thêm lát nữa. Anh về sớm đưa con đi mua đồ dùng học tập nhé. Mấy hôm nữa khai giảng rồi. Nhanh quá, vậy là bọn nhỏ đã sắp khai giảng rồi. Mẹ ơi, cho con ở lại với ba một lúc nữa đi. Đi mà mẹ. Thôi nào Jack, con còn phải đi mua đồ khai giảng nữa. Hôm khác mình lại tới con. Xin mời quý phụ huynh cùng các con ổn định chỗ ngồi để buổi lễ khai giảng được bắt đầu. Ba mẹ ơi, con ở đây. Ba mẹ tớ kìa. Sao mẹ vẫn chưa đến nhỉ? Xin chào đón các con lớp 1A và ba mẹ. Mẹ đến muộn thế. Mẹ xin lỗi. Đâu đâu cũng khai giảng nên kẹt quá con à. Ước gì có ba ở đây. Ba lái xe giỏi lắm, mẹ sẽ không tới muộn. Con sẽ có hai người nắm tay. Kìa Jack, hai mẹ con tiến lên đi. Và xin chào đón những thành viên cuối cùng của lớp 1A. Ồ, chuyện gì thế kia? Mẹ, mẹ nhìn kìa. Các chú đội của ba. Nghiêm, chào Jack. Các chú thay ba Henry đến đây cùng cháu đón năm học mới. Hãy nhớ rằng ba luôn tự hào về cháu và ở bên cháu. Cháu cảm ơn chú. Cảm ơn các anh. Toàn đội vào vị trí. Mẹ ơi, hôm nay con ít nhất, con có hẳn 18 người cha. Henry, anh sống mãi trong trái tim của cả đội. Hãy yên tâm, đã có chúng em cùng anh dõi theo con. Qua tấm kính. Xe này bao nhiêu thép vải? 200 thép vải lụa đẹp. Bê vào. Xe tiếp theo. Nhanh tay lên nào. Sao giờ ông còn ngồi đọc sách thế hả? Hàng đến cả rồi, không ra mà kiểm tra coi sốc là sao? Hay, bà cứ bảo thằng Khoai làm đi, nó làm cũng quen rồi. Nhập hàng cả đống tiền mà ông không ra kiểm tra, nhỡ có thất thoát thì sao? Lúc nào cũng đọc mà chả được gì. Bà lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Hôm nay chán, tôi không có hứng làm việc. Mấy hôm nay ông làm sao thế? Suốt ngày cứ rầu rĩ. Nhà cửa đàng hoàng, vợ con đầy đủ, muốn gì được nấy, ăn ngon mặc đẹp, ông còn muốn cái gì nữa? Ấy, đó là điều tôi đang muốn biết đấy. Đến khổ, chả hiểu nổi đang nghĩ gì nữa. Tránh ra, tránh ra, ông kia. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Trời ơi, ông đi đứng phải nhìn đường chứ. Sao lại cứ cắm đầu cắm cổ mà đi như thế? Ô, ô, ông Tư. Ông Năm đấy à? Giờ ông vẫn còn đi buôn sơn à? Thì vẫn vậy. Cái nghề buôn sơn này phải đi nhiều nơi để nhập hàng, nên tôi phải đi đây đi đó luôn. Mà ông đi đâu thế? Có rảnh thì ta vào kia làm chén trà với nhau nha. Ồ, thế thì hay quá.
Hôm nay tôi cũng đang có điều muốn được hỏi ông. Ông đang có chuyện gì mà phải suy nghĩ đến mức suýt va vào xe ngựa của tôi vậy? Ông là thương nhân chu du hết vùng đất này qua vùng đất khác, biết và hiểu nhiều điều hơn tôi. Tôi có việc thắc mắc muốn hỏi. Vậy ông muốn hỏi tôi điều gì? Dạo này tôi cứ hay nghĩ mông lung. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, nhà cửa, vợ con đầy đủ cả. Muốn thứ gì có thứ đó, nhưng lại không thấy vui và hạnh phúc được. Thế là sao? Cuộc sống của ông đang là mơ ước của bao nhiêu người đó. Thì vậy đó, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ thấy buồn chán, không biết làm thế nào mới thấy vui vẻ. Ông hãy nhìn vào đây xem mình thấy cái gì. Ông thấy gì trong đó? Tất nhiên là thấy tôi rồi. Còn gì nữa? Chả còn gì. Thế ông nhìn qua tấm kính trong này đi. Nhìn qua đây ư? Đúng vậy. Ông hãy hướng tấm kính ra hướng cổng chính kia, nhìn ra ngoài xem sao. Qua tấm kính, ông thấy những điều gì? Tôi thấy rất nhiều. Nào là người đi lại tất bật, hối hả, kẻ sang, người hèn. Nào là cây cối bên đường, cây xấu, cây tốt. Đúng vậy, người sang có, người hèn có. Họ đi trên những con đường khi bằng phẳng, khi có gập ghềnh. Cây cối, cảnh vật bên đường cũng thế, lúc tốt, lúc xấu. Đó chẳng phải là cuộc sống muôn màu ngoài xã hội hay sao? Vậy tại sao chiếc gương bằng thủy tinh, kính cũng làm bằng thủy tinh, nhưng lại đưa ra hai hình chiếu khác nhau? Tôi cũng không biết nữa. Đến vậy ông vẫn chưa nhận ra. Chiếc gương làm bằng thủy tinh, phủ một lớp thủy ngân phía sau, hoặc lại có một tấm gỗ, nên ông chỉ có thể nhìn thấy được chính ông trong đó. Còn tấm kính này cũng bằng thủy tinh, nhưng tấm kính thì trong suốt, nên ông có thể nhìn thấy được trăm thứ bên ngoài, có thể thấy được người, vật xung quanh ta. Thế nghĩa là sao? Cuộc đời của ông cũng vậy. Ông suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân đã bị tráng một lớp thủy ngân sau tấm kính bản thân, nên suốt ngày buồn chán. Ông hãy gỡ bỏ lớp thủy ngân kia đi, hòa đồng với mọi người, với xã hội, với cuộc sống xung quanh. Lúc đó, ông sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có, sẽ thấy vui, hết buồn, hết chán với cuộc đời. Có lẽ là vậy. Không phải là vậy, mà nhất định sẽ thế.